Hello cho cả nhà nha. Đây anh em mình đang chuẩn bị đang chạy số nha cả nhà. Chuẩn bị xe đi chạy số nha. Đầu giờ anh em mình qua bên bãi Lê Gia ở Linh Xuân sức hai công nha cả nhà. Đây. Anh em mình đi. Tao đâu đó. Đi qua được kìa. Từ đấy. Đây anh em mình chuẩn bị đây nha cả nhà. Đi thôi mày ấy. Đây anh em mình chạy đi nha, cho hai đứa này đừng ghé tay mình đi qua đây một chút tiền để em bắt cho anh em cái nha. Đó. Công việc hàng ngày của anh em là sao nhé cả nhà. Đây, chào cả nhà nha.